Xin chào cả nhà, hôm nay mình lại ra thăm vườn. Hello, xin chào. Vườn này cỏ lên nè. Cứ nắng vài bữa là cỏ lên tốt lắm. Cây mận ra quá trời hoa luôn. Hoa mận, cái này là mận, cái cây này thì nó vừa mận vàng vừa mận đỏ. Tại vì mình mua cái cây người ta trồng sẵn á. Và thế là bây giờ nó ra hai màu luôn, vừa màu đỏ vừa màu vàng. Nhưng mà mận này không ngon. Còn ở đây là cây mận tím nè, vườn nở hai bông tulip. Tulip mình trồng một lần xong rồi nó cứ lên hoài. Còn cái bụi này là hoa gì mình quên tên rồi, hoa màu vàng dễ thương lắm. Cây cherry, trời ơi, ra quá trời bông luôn nè cả nhà ơi. Mình mong là nó đậu trái hết nha. Cherry này là cherry trái đỏ, nhưng mà người ta ghi là cherry ngọt nè. Yeah. Cây này thì mình trồng 2 năm rồi. Năm rồi nó cũng ra bông nhưng mà không có trái. Còn năm trước nữa thì là mình trồng muộn á, mình trồng vào mùa thu. Ui, ra bông quá trời luôn. Mong là ra trái, đậu trái. Bên đây một cây nữa nè. Còn đây là cái cây cherry mà trái rất ngon luôn á cả nhà. Cây này thì mình trồng cũng lâu rồi. Và có một năm á, trái nó đặt lơ cái cây luôn. Năm rồi á, thì anh đi cắt cành á, thế là nó không có ra trái luôn. Nhưng mà năm nay á, quá trời hoa luôn nè. Chỉ sợ là gặp mưa đá như là năm rồi á, là hoa, những cái cây ăn trái nó rụng tả tơi hết à. Cây này là cây cherry mà 3 năm trước mình có quay video Kevin với Châu hái cherry á. Lúc đó Châu còn bé tí à. Cây này thì là dâu gai vàng. Cây này, cái cây này nè, trái ăn ngọt lắm. Vào bên trong này, rau diếp cá này cả nhà. Cái bụi cây này, bụi cây gì nó lên mà hôm trước nó lên nhỏ thôi, mình không nhổ mà nay nó to, trời ơi, nó to nè. Cái này mình không biết là có ăn được hay không ta. Nó tốt chưa nè. Dạ.